Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin tối nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại chủ đề Bitcoin, đồng tiền điện tử đang thu hút mối quan tâm của giới đầu tư trên khắp thế giới khi tăng giá hàng trăm lần trong một thời gian ngắn. Tuần qua thì Bitcoin lại tiếp tục gây chấn động thị trường sau vụ phá sản của một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Biên tập viên Quỳnh Anh theo dõi mảng kinh tế sẽ có mặt tại trường quay tối nay để cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về đồng tiền Bitcoin này trên thế giới và tại Việt Nam. Xin mời chị Quỳnh Anh. Vâng, xin cảm ơn chị Diệp Anh. Xin chào quý vị khán giả. Tối qua theo giờ Việt Nam, một trong những sàn giao dịch đồng Bitcoin lớn nhất thế giới, sàn Mt. Gox ở Tokyo tuyên bố phá sản. Nếu cách đây mới vài tháng thì sàn Mt. Gox còn chiếm tới 80% giao dịch tiền ảo trên thế giới, thì giờ đây sàn này đã bốc hơi. Cùng với gần 400 triệu đô la Mỹ trị giá đồng Bitcoin, theo các chuyên gia, đây là vụ ăn cắp qua mạng liên quan đến tiền tệ lớn nhất từ trước đến nay. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Tokyo đã có mặt tại sàn Mt. Gox để ghi nhận tình hình. Tối qua, giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin Mt. Gox, ông Mark Capless, đã tổ chức cuộc họp báo để công bố quyết định nộp đơn xin bảo hộ phá sản của sàn giao dịch. Chúng tôi có những lỗ hổng trong hệ thống giao dịch, dẫn đến việc làm mất Bitcoin của khách hàng. Chúng tôi đã nhận ra vấn đề và đang tìm cách khắc phục. Chúng tôi xin lỗi về điều tồi tệ này. Tuyên bố phá sản của Mt. Gox đe dọa sẽ khiến 127.000 khách hàng của sàn giao dịch trắng tay sau khi đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào Bitcoin. Trước những sự cố dồn dập của Bitcoin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Taro Aso cho rằng đã đến lúc nhìn lại tính pháp lý của đồng Bitcoin. Không ai thừa nhận Bitcoin là một loại tiền tệ. Đối với một thứ không rõ ràng như vậy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ chưa ai biết phải xử lý vấn đề ra sao. Mà giờ thì không ai muốn liên quan tới những chuyện của đồng tiền này nữa. Trong khi các nhà chức trách vẫn đang thảo luận giải pháp cho sự đổ vỡ của Mt. Gox, thì người chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là những khách hàng của sàn giao dịch này. Trong số đó có những người như anh Colin Birch đã bay từ London sang Tokyo, bám trụ trước trụ sở Mt. Gox trong suốt tuần vừa qua, bất chấp nắng mưa, hy vọng có thể lấy lại được tiền của mình. Nhưng giờ đây hy vọng đó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ngay sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Mt. Gox đã dùng bìa bịt kín biểu tượng đồng Bitcoin treo ngoài cửa công ty. Tất cả mọi hình ảnh liên quan đến đồng Bitcoin cũng đã bị dỡ bỏ. Đồng tiền từng có lúc được quảng cáo như xu thế mới của giao dịch tiền tệ hiện đại, giờ đây đang bị đặt hàng loạt câu hỏi về độ tin cậy và an toàn. Đức Cường, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Trong khi sàn Mt. Gox tại Nhật Bản phá sản có thể làm chao đảo một phần thế giới Bitcoin, thì tại Mỹ, Bitcoin vẫn đang được giao dịch tự do vì chưa có luật và cũng không ai cấm nó cả. Và bất chấp những biến động vừa qua thì Bitcoin vẫn đang tự tin tràn đến New York. Tại Mỹ, Bitcoin là tự do vì mặc dù chưa có luật nhưng cũng không ai cấm nó cả. Và bất chấp những biến động vừa qua thì đồng Bitcoin vẫn đang tự tin tràn đến New York. Vâng, hiện tại New York thì một thanh niên tại quận Brooklyn đang lên kế hoạch để đặt chiếc máy ATM Bitcoin đầu tiên tại trung tâm Manhattan này. Nhà đầu tư Bitcoin này hy vọng New York, trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới, sẽ là bang đầu tiên cho phép Bitcoin hợp pháp. Trên phố Wall, ngay sát sở giao dịch chứng khoán New York là một sàn Bitcoin. Và mới đây nhất, Ủy ban Dịch vụ Ngân hàng Mỹ tại New York cũng hé lộ cho biết có thể ngay trong năm nay, New York sẽ có luật riêng về đồng Bitcoin. Một số nước thì người ta cấm Bitcoin, nhưng ở Mỹ thì chúng tôi biết cách tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, trước sự cố phá sản của sàn Bitcoin tại Nhật thì cũng đã có những quan chức của Mỹ lên tiếng là cần phải cấm đồng tiền này ở Mỹ. Song Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed là bà Janet Yellen cũng vừa mới khẳng định rằng chính Fed cũng không thể chạm được vào đồng Bitcoin. Đây là một phát minh về thanh toán hoàn toàn nằm ngoài hệ thống ngân hàng. Fed không có quyền giám sát hay điều tiết Bitcoin dưới bất kỳ hình thức nào. Song các nhà làm luật tại New York thì lại cho rằng chính việc để Bitcoin trôi nổi như hiện nay mới là rủi ro và rất cần phải sớm viết luật cho nó. Tôi thì nghĩ rằng không chỉ là New York mà rồi thế giới sẽ tìm ra cách nào đó để quản lý đồng tiền đặc biệt này. Và mới đây nhất, Ủy ban Dịch vụ Ngân hàng Mỹ tại New York cũng hé lộ cho biết có thể ngay trong năm nay, New York sẽ có luật riêng cho đồng Bitcoin.
Bitcoin hiện không chịu sự kiểm soát của bất cứ ngân hàng trung ương nào và cũng không có tài sản thật nào đứng sau nó. Lo ngại này cũng khiến nhiều nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và mới đây nhất là Nga không công nhận đồng tiền này. Trong khi đó thì tại Singapore lại là một quan điểm khác về đồng Bitcoin, ghi nhận phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Nga và Singapore về quan điểm của chính phủ các nước này. Có thể nói Singapore đang tạo ra một sân chơi mở cho Bitcoin. Chính phủ chỉ coi Bitcoin là một loại hàng hóa và vẫn thu được lợi ích từ việc thu thuế các giao dịch liên quan đến Bitcoin. Trong khi đó thì người dân nào quan tâm vẫn có thể đưa Bitcoin vào thanh toán như là một trải nghiệm cho một loại hình thanh toán mà có thể được định hình trong tương lai. Theo các chuyên gia Nga, nguy cơ đe dọa lớn nhất của đồng tiền ảo chính là khả năng sử dụng chúng vào những mục đích tội phạm. Ngoài ra, Bitcoin được coi là phương tiện hữu hiệu để thực hiện việc rửa tiền để tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Theo luật pháp Nga, đồng rúp là đồng tiền chính thức duy nhất của nước này. Chính vì vậy, các nhà chức trách Nga đã khẳng định một cách rõ ràng rằng việc các tổ chức hay cá nhân nào sử dụng tiền ảo Bitcoin đều bị coi là bất hợp pháp. Như vậy là quan điểm của chính phủ các nước về cái đồng tiền ảo Bitcoin này cũng rất là khác nhau. Còn Việt Nam chúng ta thì sao, thưa chị Quỳnh Anh? Thì tôi được biết là cái đồng tiền này cũng bắt đầu có mặt tại Việt Nam rồi. Vâng, đúng vậy như chị, thưa chị. Xuất hiện trên thế giới từ năm 2009. Một năm sau đó thì đồng Bitcoin đã có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên trước khi nói về quan điểm của cơ quan quản lý về đồng tiền này thì tôi muốn giới thiệu với chị Diệp Anh cùng quý vị khán giả một số hình ảnh về sự hiện diện của đồng tiền này tại Việt Nam. Trang thương mại điện tử làmchamẹ.com. Quán cà phê YOLO tại Hà Nội. Đây là những đơn vị kinh doanh chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin đầu tiên tại Việt Nam. Những tấm biển chấp nhận Bitcoin ở khắp nơi trong quán cà phê, nhưng thực tế là chẳng mấy khách hàng biết đến đồng tiền này. Lần đầu tiên em nghe đến Bitcoin, mình cũng hiểu là như nào, rất là muốn biết. Chủ quán cà phê cho biết việc chấp nhận Bitcoin chủ yếu là để giao lưu trong cộng đồng người yêu thích Bitcoin. Trước đây cũng đã có rất nhiều khách, đặc biệt là khách nước ngoài, họ qua quán uống nước rồi họ cũng có hỏi về hình thức thanh toán Bitcoin này. Đấy thực sự là một cái gì đấy rất mới mẻ và quán muốn thử nghiệm. Theo một thành viên trong cộng đồng Bitcoin Việt Nam, số lượng người khai thác, giao dịch và đầu tư đồng tiền này tại Việt Nam lên đến gần 1.000 người. Thì đa số mọi người đều tập trung vào việc sử dụng Bitcoin như là một loại hàng hóa có khả năng thanh toán, chứ không phải là liên quan tới việc đầu cơ. So với thế giới, cộng đồng Bitcoin Việt Nam mới chỉ là một nhóm rất nhỏ nên ít chịu ảnh hưởng nhiều từ các giao dịch Bitcoin quốc tế. Và đa số họ chỉ coi hoạt động Bitcoin là nghề tay trái. Trong tuần vừa qua thì phóng viên thời sự đã liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỏi về quan điểm quản lý Bitcoin. Ngay lập tức thì cơ quan này đã khẳng định không thừa nhận đồng tiền này trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam. Theo các quy định pháp luật hiện hành thì Bitcoin không phải là tiền tệ hợp pháp và cũng không phải là phương tiện hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng Bitcoin như là một loại tiền tệ hay là phương tiện thanh toán tại Việt Nam không được pháp luật bảo vệ và thừa nhận. Cũng theo các quy định của pháp luật thì các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng Bitcoin như là một loại tiền tệ hay là phương tiện thanh toán khi cung dịch vụ cho khách hàng của mình. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo các tổ chức cá nhân không nên đầu tư hay nắm giữ hoặc thực hiện các giao dịch Bitcoin liên quan Bitcoin hoặc các đồng tiền ảo tương tự khác. Đó là quan điểm của cơ quan quản lý tiền tệ về Bitcoin tại Việt Nam. Còn trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ hôm qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng cho biết các bộ ban ngành sẽ bàn bạc để sớm đưa ra quan điểm chung của chính phủ trong thời gian tới. Phần trình bày về đồng Bitcoin xin được tạm dừng tại đây.